Nga tuyển 1.000 quân mỗi ngày, nói Mỹ đang tìm người thay thế ông Zelensky. Ông Trump và Thủ tướng Hungary gặp nhau sau hội nghị thượng đỉnh NATO. Tên lửa phòng không S-350 Nga đánh chặn 12 mục tiêu trên không chỉ trong một lần khai hỏa. Động đất mạnh ngoài khơi Vancouver, Canada. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết gần 200.000 người ở nước này đã đăng ký nhập ngũ trong năm nay, tương đương việc Moscow tuyển dụng được khoảng 1.000 quân một ngày giữa xung đột với Ukraine. Theo đài RT, Nga đã phát động chiến dịch chiêu mộ lực lượng trên diện rộng sau khi cuộc xung đột với Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Moscow đang triển khai gần 700 binh sĩ ở nước láng giềng. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và truyền thông phương Tây nghi ngờ Nga đang lên kế hoạch cho đợt huy động quân thứ hai. Đợt huy động quân đầu tiên của xứ sở Bạch Dương diễn ra vào tháng 9 năm 2022 khi Moscow công bố mục tiêu điều động thêm 300.000 binh sĩ. Hồi tháng 6 năm nay, trong bài phát biểu tại một sự kiện ở Saint Petersburg, ông Putin khẳng định Nga không cần huy động thêm lực lượng ngoài chế độ quân dịch thông thường. Chủ nhân Điện Kremlin nói thêm, kể từ đầu năm nay, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 47 khu định cư và hơn 880 km² diện tích ở Ukraine, dần dần đẩy lùi đối phương ra khỏi vùng miền đông Donbass. Trong một diễn biến khác, theo báo cáo được giải mật của một điệp viên thuộc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SVR, các nước phương Tây ủng hộ Kiev đã tăng cường nỗ lực tìm người thay thế Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Điệp viên có mật danh là Đá cho hay, Mỹ và Liên minh châu Âu EU cực kỳ quan ngại trước sự bất mãn ngày càng tăng của người dân Ukraine về cuộc xung đột kéo dài cũng như việc giới lãnh đạo đương nhiệm không thể chấm dứt khủng hoảng, đặc biệt sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky kết thúc vào tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, các cường quốc hiện tạm thời chấp nhận ông Zelensky vì chính khách này có liên quan đến các kế hoạch tài trợ xung đột mang lại thu nhập khổng lồ cho cả chế độ Kiev cũng như các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Trong một báo cáo công bố hồi tháng 5 năm 2024, trích dẫn các cuộc thăm dò ý kiến kín do Mỹ và EU thực hiện, SVR thống kê tỷ lệ ủng hộ của người dân Ukraine dành cho ông Zelensky vốn đạt 80% trong những tháng đầu xung đột đã giảm xuống còn 17% và đang tiếp tục giảm. Theo điệp viên Nga, phương Tây đã liên hệ với cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko và ông Andriy Yermak, tránh văn phòng của ông Zelensky, người từng được tờ The Times mô tả là nhà lãnh đạo trên thực tế của Ukraine. Cựu tư lệnh hàng đầu của quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny và cựu chủ tịch Quốc hội Dmitry Razumkov cũng nằm trong danh sách những người tiềm năng thay thế ông Zelensky. Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin do phía Nga đưa ra. Ngày 11 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã bay đến Florida để gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington DC. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X kèm tấm ảnh chụp chung ông Trump, Thủ tướng Orbán viết: "Chúng tôi đã thảo luận những cách để thiết lập hòa bình. Tin tốt trong ngày đó là ông ấy sẽ giải quyết nó." Ông Orbán thường bày tỏ ủng hộ ông Trump và đã gặp ứng viên Tổng thống Mỹ này hồi tháng 3 năm nay. Hồi đầu tháng này, Hungary vừa tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU. Hungary cũng là một thành viên của NATO. Tuy nhiên, khác với những đồng minh, Hungary không tham gia cấm vận Nga và cũng không gửi vũ khí cho Ukraine nhằm tránh leo thang căng thẳng. Sau khi tiếp quản vai trò chủ tịch, ông Orbán có chuyến thăm Ukraine và ngay sau đó là Nga, Trung Quốc, Mỹ, những chuyến công du mà ông gọi là sứ mệnh hòa bình. Cuộc gặp ông Trump được miêu tả là sứ mệnh hòa bình 5.0. Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary đã gây ra một số chỉ trích từ NATO và EU. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc ở Mỹ, Tổng thống Phần Lan Alexander Stobb nói: "Ông Orbán không có sự ủy nhiệm từ Liên minh NATO hay từ EU để thực hiện bất kỳ hình thức đàm phán nào. Ông ấy có thể làm điều đó với tư cách cá nhân, nhưng tôi không đồng ý về việc đó. Tôi không thấy mục đích nào cho việc đó." Tại một cuộc họp báo ở hội nghị NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Không phải toàn bộ các nhà lãnh đạo có thể đàm phán. Bạn cần có một quyền lực nhất định cho chuyện này." Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan, Ukraine có quyền lo ngại về những nỗ lực đàm phán thỏa thuận hòa bình mà không liên quan nước này. Ông Sullivan nói: "Bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào đang được tiến hành mà không có sự đồng thuận hay ủng hộ của Ukraine đều không phải là điều nhất quán với chính sách đối ngoại của Mỹ." Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijarto cho hay Budapest tin rằng nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump sẽ gia tăng triển vọng cho hòa bình tại Ukraine. Ông Szijarto nói Hungary mong muốn chấm dứt xung đột thông qua đàm phán hòa bình có sự tham gia của Nga và Ukraine. Ông Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine trong 24 giờ, nhưng không trình bày phương pháp cụ thể. Reuters từng đưa tin rằng các cố vấn đã trình lên ông Trump kế hoạch chấm dứt chiến sự. Theo đó, bắt Ukraine phải tham gia đàm phán hòa bình như một điều kiện để được nhận viện trợ. Mới đây, hãng tin Sputnik dẫn lời chỉ huy đơn vị phòng không Nga Chuk cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz tham gia chiến dịch quân sự đã bắn hạ thành công 12 tên lửa Hima cùng một lúc trong nhiệm vụ gần đây. Chỉ huy Nga cho biết, trong một nhiệm vụ gần đây, chúng tôi đã đối mặt với cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa Hima của đối phương. Dù số lượng mục tiêu lên đến 16, nhưng hệ thống S-350 đã hoạt động hiệu quả trong việc ngăn chặn các mối đe dọa. Cũng theo chỉ huy này, đây là lần đầu tiên tên lửa S-350 tham gia một nhiệm vụ phòng không như vậy. Trong trận đánh trên, các hệ thống S-350 phát hiện các mối đe dọa từ khoảng cách 90 km và đánh chặn toàn bộ 12 mục tiêu ở khoảng cách 70 km tính từ vị trí trận địa. Chỉ huy Nga nói thêm, điều tạo nên hiệu quả của S-350 chính là đầu đạn tự dẫn của tên lửa giúp dễ dàng bắn trúng mục tiêu khi di chuyển mà không cần chúng tôi can thiệp. S-350 Vityaz là hệ thống phòng không di động hàng đầu của Nga, được chế tạo để đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không, như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Một tổ hợp chiến đấu của Vityaz gồm một xe chỉ huy điều khiển 50 K6E, 1 đến 2 xe radar đa chức năng 50 N6E và 1 đến 8 xe mang phóng tự hành 50 P6E, mỗi xe mang tới 12 tên lửa. Được trang bị công nghệ radar và điện tử tiên tiến, hệ thống phòng không này có thể xác định chính xác mục tiêu, tấn công nhiều mối đe dọa cùng lúc bằng tên lửa dẫn đường chính xác. Số lượng mục tiêu có thể bắn trúng đồng thời tối đa là 16, mục tiêu đạn đạo là 12, tầm bắn tối đa là 70 km, độ cao là 30.000 m. Thời gian triển khai hệ thống vào vị trí chiến đấu là 5 phút. Hệ thống phòng không Vityaz có khả năng hoạt động ở chế độ tự động, trong đó kíp chiến đấu đảm bảo việc triển khai hệ thống phòng không và kiểm soát các hoạt động của hệ thống. Hồi tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nga Denis Manturov từng nói Sputnik rằng tên lửa S-350 Vityaz đã đánh chặn thành công nhiều mục tiêu bằng chế độ tự động khi tham gia chiến dịch quân sự. Cũng theo ông Manturov, S-350 là hệ thống phòng không đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, cho phép hệ thống tự theo dõi và tấn công mục tiêu không cần đến con người. Bộ trưởng Manturov cho biết thêm, hiện chỉ trên thế giới có các hệ thống phòng không của Nga mới có khả năng loại bỏ tên lửa siêu thanh. Ngày 11 tháng 7, đài CBC đưa tin một loạt 4 trận động đất, trong đó có một trận với cường độ đo được ban đầu là 6,4 độ, đã xảy ra ngoài khơi đảo Vancouver vào sáng cùng ngày. Đây là một phần trong số nhiều trận động đất được phát hiện ngoài khơi bờ biển tỉnh British Columbia. Trận động đất đầu tiên và mạnh nhất được ghi nhận lúc 8 giờ 8 phút sáng ở độ sâu 10 km, cách Port Alice trên đảo Vancouver khoảng 183 km về phía Tây Nam. Theo cơ quan động đất Canada, Earthquakes Canada, cơ quan này dự báo không có sóng thần và không có thiệt hại nào. Tuy nhiên, một số cư dân trên đảo Vancouver có thể cảm nhận được trận động đất. Sau trận động đất mạnh nhất 6,4 độ nói trên là trận động đất thứ hai mạnh 4,3 độ vào lúc 8 giờ 35 phút sáng. Tiếp theo là trận động đất mạnh 4,9 độ lúc 9 giờ 17 phút và trận động đất mạnh 4,8 độ lúc 10 giờ 34 phút cùng ngày. Tổng cộng có 13 trận động đất với cường độ khoảng 4 độ hoặc lớn hơn đã được phát hiện ở vùng biển quanh tỉnh bang British Columbia kể từ đầu tháng 7 đến nay. Theo thông báo đăng trên trang web của cơ quan động đất Canada, cơ quan này đang theo dõi một loạt trận động đất ngoài khơi đảo Vancouver tại khu vực giao nhau của dãy Juan de Fuca ở phía Bắc, vùng đứt gãy Sovanco và vùng đứt gãy Nootka. Nhà địa chấn học John Cassidy của Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên Canada mô tả đây là khu vực kiến tạo thực sự phức tạp. Chính phủ Canada cho biết một trận động đất mạnh hơn 6 độ được coi là mạnh và có thể gây thiệt hại cho các tòa nhà và công trình xây dựng kém trong phạm vi khoảng 62 dặm, tương đương 100 km. Ngày 12 tháng 7, hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo cho biết, Ban Dân số Liên Hợp Quốc ước tính dân số thế giới sẽ tăng lên mức cao nhất trong thế kỷ này trước khi quay đầu giảm xuống. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy, một trong số 4 quốc gia trên toàn cầu đã đi qua thời điểm dân số ở mức cao nhất trong bối cảnh sinh xuất giảm làm trì trệ tăng trưởng kinh tế. Cách đây một thập niên, Ban Dân số Liên Hợp Quốc chỉ tính toán được có khoảng 30% cơ hội tăng trưởng dân số đạt mức cao nhất trong thế kỷ 21, nhưng số liệu hiện tại dự báo xác suất này tăng đến 80%. Theo ước tính mới, dân số thế giới nhiều khả năng sẽ tăng đến con số 10,3 tỷ người vào giữa thập niên 2080 trước khi giảm xuống. Liên Hợp Quốc dự báo đà tăng trưởng dân số ở một vài nước đông dân nhất thế giới như Ấn Độ, Indonesia và Nigeria sẽ giúp thế giới tăng thêm 2,1 tỷ dân trong vòng 6 thập niên tới. Có đến 9 nước chứng kiến dân số trong nước tăng đến gấp đôi từ năm 2024 đến 2054, trong đó có Angola, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi đó, hơn 60 quốc gia đã trải qua thời kỳ đông dân nhất trong lịch sử mỗi nước như Trung Quốc và Nhật Bản. Đối với một số nước như Đức, Ý và Nga, mức đỉnh điểm dân số sẽ đến sớm hơn nếu không có sự hỗ trợ của làn sóng di cư. Dân nhập cư là động lực tăng trưởng dân số tại 50 nước trong 3 thập niên tới, trong đó có Mỹ, Canada và Australia. Tỷ lệ sinh ở một số quốc gia đông dân nhất thế giới đã giảm nhanh hơn dự kiến và các nhà nghiên cứu Liên Hợp Quốc cho rằng thế giới sẽ ít hơn 700 triệu người vào năm 2100 so với mức dự kiến trước đó. Liên Hiệp Quốc cũng dự báo vào năm 2080, người từ 65 tuổi trở lên sẽ nhiều hơn người dưới 18 tuổi trên bình diện toàn cầu.